Phương pháp tu tập. Phương pháp tu sửa cho người làm quan. Trong muôn điều ác của con người, chỉ duy nhất có tà dâm là nghiêm trọng nhất. Huống chi người làm quan ở địa vị cao. Bản thân mình là khuôn mẫu phép tắc để giáo hóa muôn dân noi theo, càng không thể xem nhẹ. Người làm quan là bề tôi tay chân giúp đặt cho vua, phải thường nỗ lực chuyên cần đem những lời tốt đẹp mà khuyên răn can gián, là cha mẹ của muôn dân, phải thường ân cần dạy bảo giáo hóa, giúp cho phong tục xã hội ngày càng tốt đẹp. Nay vì lợi ích quần sinh, xin liều lĩnh đem hết những lời quê kệt hiến dâng lên cho các vị quan chức. Mong có thể nỗ lực thực hành theo đó, rồi mở rộng, bổ sung thêm, làm lợi ích cho muôn người. Phần thứ nhất, ra sức giúp vua trị nước tốt đẹp. 1. Trong việc giúp vua, trước hết là phải giữ lòng trong sạch, giảm thiểu sự ham muốn. 2. Tiếp đến, phải thường trình bày với vua những lý lẽ về nhân quả thiện ác. Hiền thiện được phước báo và tà ác phải chịu họa hại. 3. Thứ ba, không dâng lên vua những sách khiêu dâm. 4. Thứ tư, không hiến cho vua những cô gái đẹp. 5. Thứ năm, thường khuyên vua tuyển ít phi tần cung nữ. 6. Thứ sáu, thỉnh cầu vua ban lệnh cấm khắp trong thiên hạ, không được biên soạn in ấn các sách khiêu dâm. 7. Thứ bảy, hạn chế những phường trò, ca kỹ, hí lộng. 8. Thứ tám, thực hiện việc in ấn lưu hành kinh điển, sách vở của Tam giáo. 8 điều nêu trên, những điều trước tiên có thể giúp thành tựu đức độ của bậc quân vương. Tiếp theo là nỗ lực trọn vẹn đạo nghĩa của người bầy tôi, tạo phúc lành trong cung nội, và những điều cuối cùng là ban ân điển trọng khắp cho nhân dân cả nước. Phần thứ hai, khuyến khích phát triển phong tục tốt đẹp. 1. Phải tăng thêm việc ghi chép truyền bá những tấm gương tiết hạnh, nghĩa khí trong nhân dân. 2. Đối với những phụ nữ tiết hạnh hoặc nam giới có nghĩa khí, phải ban tặng biển ngạch để khích lệ, tưởng thưởng nhưng không cho phép bày tiệc rượu chúc mừng. 3. Thực hiện in ấn lưu truyền các sách khuyến thiện. 4. Nghiêm khắc thực hiện lệ cấm, không được cưới vợ hoặc sinh con trong thời gian đang để tang vợ hoặc tang chồng. 5. Nghiêm cấm việc nuôi kỹ nữ, phường trò trong nhà để phục vụ ăn chơi. 6. Nghiêm cấm việc biên soạn, in ấn lưu truyền các sách khiêu dâm. 7. Nghiêm cấm mua bán, lưu hành các loại tiểu thuyết phong tình, khêu gợi tình cảm nam nữ, có hại cho phong hóa. 8. Nghiêm cấm việc tạo vẽ các bức tranh miêu tả chuyện tình cảm nam nữ. 9. Nghiêm cấm việc tạo tượng mỹ nữ. 10. Nghiêm cấm việc mua bán, lưu hành các loại thuốc kích dục hoặc dụng cụ kích dâm. 11. Nghiêm cấm tất cả các trò cờ bạc. 12. Nghiêm cấm việc dùng thế lực cướp đoạt hoặc mua bán người, bất kể nam hay nữ. 13. Nghiêm cấm việc trước tượng thần đi diễu trên đường phố, những chỗ đông người. 14. Nam nữ, nếu không có lý do chính đáng, không được cho vào các tu viện, ni viện. 15. Phụ nữ không được ăn mặc khêu gợi đi ra bên ngoài. 16. Hầu thiếp không được dùng y phục bằng tơ lụa mỏng manh khêu gợi. 17. Tỳ nữ không được dùng dầu nhuộm tóc, tô điểm phấn sáp. 18. Đánh thuế nặng vào việc sản xuất, mua bán rượu. Quan chức địa phương nên thực hiện 18 điều nêu trên. Những điều trước tiên là tôn trọng thực hiện theo lễ giáo. Tiếp theo là ngăn cấm những khuynh hướng khêu gợi dâm tà trong xã hội. Và những điều cuối cùng là giúp người dân tiết kiệm việc chi tiêu. Phần thứ ba, giữ kỷ luật, kiểm soát binh sĩ. 1.
nghiêm cấm việc cưỡng bức hãm hiếp người dân. 2. Không cho phép tùy tiện đi vào những nơi tu hành của ni chúng. Hai điều nêu trên, điều thứ nhất áp dụng chung trong toàn quân đội, điều thứ hai áp dụng riêng cho các trường hợp liên quan. Phần thứ tư, không dễ dãi xem nhẹ việc chấp nhận đơn thư cáo trạng. Phải hết sức thận trọng, lưu tâm đến các trường hợp khiếu kiện. 1. Đưa đến việc vợ chồng ly dị nhau. 2. Có liên quan đến ni cô hoặc quá phụ. 3. Những chuyện gian díu nam nữ không có chứng cứ xác thực. 4. Nguyên đơn hoặc bị đơn là người còn ở độ tuổi vị thành niên. 4 điều nêu trên, trước là giữ gìn đức trung hậu, sau là bảo vệ tình người. Phần thứ 5. Không bắt bớ phụ nữ. Không được bắt giam phụ nữ nếu rơi vào các trường hợp sau đây. 1. Không liên quan đến các tội phản nghịch nghiêm trọng. 2. Phụ nữ phạm tội ngay trước thời gian có lệnh đại xá trong khắp nước. 3. Phụ nữ có chồng hoặc con trai có thể chịu tội thay. 4. Phụ nữ sắp sửa lấy chồng. 5. Phụ nữ vừa mới kết hôn. 6. Phụ nữ đang mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. 7. Gặp lúc bản thân mình sắp đi xa, không thể thẩm xét kỹ trước khi ra lệnh bắt. 8. Gặp lúc bản thân mình đang có sự tức giận hoặc sau khi uống rượu thì không ra lệnh bắt. 8 điều nêu trên, trước là luận xét hợp lý theo sự việc, sau là có châm chước theo tình người, cuối cùng là có sự tự xét bản thân mình. Phần thứ 6. Phải xét kỹ trước khi bắt phụ nữ. Các trường hợp sau đây, trước khi quyết định ra lệnh bắt phụ nữ, phải cân nhắc, xem xét thật kỹ. 1. Vào các ngày lễ tiết quan trọng trong năm. 2. Đang lúc thời tiết quá nóng bức hoặc quá rét buốt. 3. Sự việc không quá gấp, vẫn còn có thể trì hoãn để xem xét lại. 4. Khoảng cách quá xa, nếu bắt giải đi, phải ngủ qua đêm giữa đường. 5. Sự việc có thể tìm được phương cách hòa giải. 6. Nguyên đơn là nhà giàu có quyền thế. 7. Đương sự hành động do thiếu suy nghĩ chín chắn, không cố tình gây tội. 8. Vào lúc muốn bắt thì đương sự đang là người xuất gia làm ni cô. 9. Đương sự là người tiết hạnh, đã thủ tiết thờ chồng qua nhiều năm. 10. Đương sự là con nhà hiền lương. 11. Đương sự hiện đang mang thai. 12. Đương sự vừa trải qua các tai nạn như bị cướp bóc, bị cháy nhà, vân vân. 12 điều nêu trên, trước hết là cân nhắc yếu tố thời tiết, tiếp đến xem xét địa hình đường xá, sau đó khảo sát kỹ các yếu tố liên quan đến sự việc phạm tội và cuối cùng cân nhắc xem xét hoàn cảnh thực tế của đương sự. Phần thứ 7. Thận trọng những điều có thể gây dị nghị. Người làm quan phải tránh không làm những việc sau đây. 1. Không dùng gái đẹp, trai tơ, hiến tặng để kết giao những nơi quyền quý nhằm tạo thế lực. 2. Không dung túng, không cho phép thuộc hạ, người hầu cận hoặc con em thân quyến của mình đến chơi những nơi lầu xanh, kỹ viện. 3. Không cưới thêm thê thiếp ở nơi mình đang trấn nhậm. 4. Không thường xuyên thưởng hoa, ngắm trăng. 5. Không sử dụng các loại thuốc hay phương tiện kích dục. 6. Không tuyển ca kỹ, vũ nữ để phục vụ riêng trong phủ. 7. Không dự các yến tiệc có ca múa, vũ nhạc, kỹ nữ giúp vui hầu rượu. 7 điều nêu trên, trước là giữ gìn không để mất danh tiết, sau là thận trọng không để mất uy vọng của mình đối với người dân. Phần thứ 8, phải giữ lòng nhân khi dùng hình phạt. Khi buộc phải dùng đến hình phạt, nên chú ý những điều sau. 1.
thư sinh còn đang học tập, nếu phạm tội nên giao cho giáo quan xử phạt. 2. Người tu hành như tăng sĩ, đạo sĩ, nếu phạm tội, trước tiên phải bắt họ cởi áo hoàng tục, sau đó mới áp dụng hình phạt. 3. Phụ nữ nếu phạm tội chịu phạt trượng, khi chịu đòn phải cho họ mặc đủ y phục. 4. Phụ nữ phạm tội nặng phải giam ở ngục riêng, không chung chạ cùng người khác. 4 điều nêu trên, trước là có sự áp dụng thích hợp với kẻ cao quý, người hạ tiện, sau là có xét đến sự khác biệt giữa nam nữ. Phần thứ 9. Không cưới thêm thê thiếp. Người làm quan trong các trường hợp sau đây không được cưới thêm thê thiếp. 1. Đã có con nối dõi. 2. Đã già yếu. 3. Đã có nhiều thê thiếp. 4. Đã tạo nghiệp tà dâm. 5. Vợ nhà tánh tình hung dữ. 6. Trong nhà có người giúp việc đẹp trai tuấn tú. 7. Tuy chưa có con nhưng đã áp dụng nhiều phương cách để cầu có con mà không hiệu quả. 8. Bản thân được phú quý vinh hiển, nhưng vợ mình còn ở nơi quê nhà. 8 điều nêu trên, trước hết luận về lý lẽ, sau đó xét đến tình trạng thực tế, cuối cùng dựa theo tình cảm thông thường mà ứng xử. Phần tiếp theo dưới đây không chỉ dành riêng cho người làm quan, mà áp dụng cho cả hàng nho sĩ hoặc dân thường. Phần thứ 10. Những trường hợp không nên cưới làm thiếp. 1. Phụ nữ cùng họ với mình. 2. Con gái nhà có học. 3. Ni cô hoặc quá phụ thủ tiết. 4. Trước đây từng làm tỳ nữ hầu hạ cha hoặc ông nội mình. 4 điều nêu trên, trước là nói đến những trường hợp bên ngoài, sau là nói về những trường hợp trong gia đình. Nam mô A Di Đà Phật.
Đa Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô